chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả, mời quý vị đến với chương trình thời sự trên sóng phát thanh của đài phát thanh và truyền hình Long An. Hôm nay thứ sáu ngày 19 tháng 2 năm 2016, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Tân Thạnh, Tân Trụ. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, quyền nhiệm kỳ 2016-2021. Tỉnh khảo sát đề án thành lập trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Thị Một, xã Phước Lại, huyện Cần Chuột. Thị xã Kiến Tường hợp mặt các doanh nghiệp đầu năm mới 2016. Cần Đức trên 600 hecta lúa bị nhiễm mặn chết khô, ghi nhận của Cẩm Tú và Ý Khang, phóng viên đài truyền thanh huyện Cần Đức. Sau cùng sẽ là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Thành vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có ông Nguyễn Thanh Truyền, tỉnh ủy viên, bí thư quyền ủy Tân Thành, ông Trần Văn Trước, phó bí thư quyền ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thường trực hội đồng nhân dân quyền thông qua dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân quyền khóa chính, nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở dự kiến của thường trực hội đồng nhân dân quyền, hội nghị đã thảo luận về số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân quyền. Thành phần bao gồm khối đảng cấp huyện, khối đảng cấp xã, mặt trận tổ quốc và đoàn thể cấp huyện, mặt trận tổ quốc và đoàn thể cấp xã, khối chính quyền cấp huyện, khối chính quyền cấp xã, khối lực lượng chủ trang, cơ quan tư pháp, thành phần khác. Theo đó, hội nghị đã thống nhất số lượng hiệp thương lần thứ nhất là 60 ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân quyện lần thứ 9, nhiệm kỳ 2016-2021, 100% đại biểu thống nhất cơ cấu thành phần, cơ cấu kết hợp và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân quyện khóa 9. Về cơ cấu đại biểu, có tỷ lệ nữ từ 35% trở lên, đại biểu là người ngoại đảng từ 10% trở lên, đại biểu là người dưới 35 tuổi, tỷ lệ từ 15% trở lên, đại biểu tái cử trên 30%. Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Tân Trụ cũng vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, đại biểu Hội đồng Nhân dân, huyện, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu một số nội dung chủ yếu của luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyện, nghe dự kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân quyện về cơ cấu thành phần và số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tân trụ, khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, nghe mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện trình bày dự kiến số lượng người của từng cơ quan tổ chức đơn trị được giới thiệu. Thảo luận tại hội nghị, 100% đại biểu đã nhất trí với dự kiến của Ủy ban bầu cử quyện, dự kiến của Hội đồng Nhân dân quyền về phân bổ cơ cấu thành phần và số lượng người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quyền, qua đó số lượng đại biểu tham gia ứng cử Hội đồng Nhân dân quyền khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 là 57 đại biểu, trong đó khối quyền 20 đại biểu, khối xã thị trấn là 37 đại biểu, đại biểu nữ 30 người, chiếm tỷ lệ 52,63%, đại biểu trẻ dưới 35 tuổi là 16 người, chiếm tỷ lệ 28,7%, đại biểu ngoài đảng 9, chiếm tỷ lệ 15,78% qua đó sẽ chọn 30 đại biểu và Hội đồng Nhân dân quyền khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 17 tháng 2 năm 2016, đoàn khảo sát của tỉnh do ông Trần Hoàng Nhân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm trưởng đoàn, đến quyền Cường Dù, khảo sát đề án thành lập trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Thị Bột xã Phước Lại. Ông Nguyễn Phước Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyền tiếp và làm việc giai đoạn để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh các xã Dùng hạ như Phước Lại, Đông Hậu, Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông năm học 2013-2014. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã cho phép thành lập phân hiệu bậc phổ thông của trường trung học phổ thông Cần Dù đặt tại trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Một. Đây là một chủ trương đúng đắn, được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Một được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2015, Trường có diện tích hơn 11.000m2 với 35 phòng học và phòng chức năng. Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy bậc trung học phổ thông tại trường đã bộc lộ một số khó khăn trong công tác quản lý cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên học sinh. Vì vậy, việc thành lập trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Thị Một sẽ đáp ứng nhu cầu học tập, góp phần thực hiện tốt công tác phổ cập trung học phổ thông ở các xã dùng hạ. Sau khi khảo sát thực tế, và thông qua đề án thành lập trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Thị Một. Thay mặt đoàn, ông Trần Quang Nhân, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đánh giá cao những nỗ lực của quyền trong thời gian qua. Đồng thời, yêu cầu địa phương tích cực phối hợp với các sở ngành có liên quan tiếp tục hoàn chỉnh đề án để trình lên Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường vừa tổ chức buổi họp mặt giữa lãnh đạo thị xã với các doanh nghiệp đầu năm mới 2016. Bí thư thị ủy Kiến Thường, Phạm Tấn Hòa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nguyễn Giang Dũ cùng các cơ quan chức năng và đại diện các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã tới dự. Tính đến hết năm 2015, toàn thị xã Kiến Tường có trên 130 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký kinh doanh trên 500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 20 tỷ đồng, chiếm 16% tổng thu ngân sách của thị xã, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 2.500 lao động. Theo đó, kinh tế của thị xã tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,8%, xây dựng cơ bản 188 công trình với tổng số vốn 193 tỷ 738 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước 123 tỷ đồng, đạt 302% kế hoạch Quỹ ban nhân dân tỉnh giao. Nhiều chỉ tiêu quan trọng cơ bản đạt và vượt so với cùng kỳ. Các chính sách an sinh xã hội chăm lo gia đình chính sách hộ nghèo được quan tâm đúng mức. Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường, ông Nguyễn Giang Vũ chúc mừng và ghi nhận những đóng góp tích cực của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa ở địa phương. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đội ngũ doanh nghiệp trong và ngoài thị xã. Phấn đấu đưa thị xã Kiến Tường thành trung tâm kinh tế văn hóa xã hội trọng điểm của khu vực Đồng Tháp 10. Sau thời gian nghỉ Tết, hiện nay bà con nông dân trên địa bàn huyện Tân Hưng đang khẩn trương thu hoạch lúa đông xuân 2015-2016. Theo số liệu của Trạm Bảo vệ Thực vật quyện, thì đến nay toàn quyện đã cho thu hoạch gần 16.000 hecta, năng suất bình quân từ 7 đến 8 tấn trên 1 hecta lúa tươi, giá bán dao động từ 4.400 đến 5.400 đồng một ký, tùy từng loại giống. Được biết, do năm nay lũ, cỏ chạy sâu bệnh, gây hại nhiều, nên chi phí sản xuất tăng cao. Vì thế, sau khi trừ chi phí nông dân lợi nhuận hơn 10 triệu đồng một hecta, số diện tích còn lại đang trong giai đoạn trộ chính, chờ thu hoạch ngành nông nghiệp quyền khuyến cáo bà con sau khi thu hoạch xong bà con nên cày ẩy phơi đất để cắt đứt mầm móng sâu bệnh hoặc có thể trồng sen canh cây mè hay các loại rau màu khác không nên sản xuất ba vụ lúa một năm đối với diện tích chưa thu hoạch nông dân cần thăm đồng thường xuyên để kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng gây hại đặc biệt là không được phun xịt thuốc khi lúa chuẩn bị thu hoạch tránh để tồn dư thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng được biết, dù đông xuân năm 2015-2016, toàn quyền gieo xạ được trên 38.000 hecta. Thưa quý vị, việc ngành chức năng khuyến cáo nông dân quyền Cần Đức không nên sản xuất lúa vụ ba do điều kiện tự nhiên và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là có căn cứ. Bởi ngay tại thời điểm này, không những lúa vụ ba mà ngay cả những diện tích sản xuất lúa khai vụ của nông dân trên địa bàn quyền cũng bị ảnh hưởng nhiều diện tích lúa chết khô cục bộ, nông dân phải trắng tay. Nhìn đám ruộng 30 sào bị hát và bị lép hạt mà ông giỏ văn mướt, ngủ ấp bảy xã Phước Đồng, thấy xót xa. Mỗi năm với diện tích này, gia đình ông thu hoạch mỗi vụ gần 70 giả dạ lúa. Vậy mà vụ này, khi lúa trổ đồng, gia đình ông phải tốn chi phí bơm nước từ kênh gian đê bao trạch cát lên 2-3 lần, nhưng cũng không đủ sức nước cung cấp cho lúa phát triển. Năm nay do giấc mưa sớm, mặn xâm nhập sâu và ứ động phèn nên nguồn nước cạn kiệt, không những ruộng lúa của gia đình ông nước mà những ruộng xung quanh có diện tích còn bị cháy khô. Ông chở Chân bước, áp bảy xã Phước Đông, huyện Cần Đức cho biết thêm. Mình bơm cho nó vừa đầy ruộng là thôi, rồi bắt đầu mình ngưng rồi chừng nào thấy nó có cạn mình bơm nữa. Còn cái tình trạng bữa nay năm nay nước không có, bơm đâu được. Có mỗi năm đâu có, mỗi năm mình bơm ngon lành. Bởi mần lúa nó mới được, đỡ, còn năm nay vậy thôi bỏ luôn nhé, bơm gì nữa. Giờ lội không lắm mà. Khác với ông bước, gia đình chị Nguyễn Thị Dâm thuê 50 sào đất trồng lúa. Khi lúa vừa trổ đồng và bắt đầu ngậm sữa, là chị Dâm bơm nước vào và giữ mực nước trong ruộng luôn ổn định, không để ruộng thiếu nước. Tuy nhiên diện tích lúa tài nguyên này mặc dù được chăm sóc chu đáo, nhưng chỉ trổ đồng lát đác hoặc trổ đồng, nhưng bông không ngậm sữa và bị cháy khô. Chị cũng tiến thoái lưỡng nan, bởi lẽ nếu thu hoạch thì năng suất không cao mà còn tốn thêm chi phí. Trong khi đó, nếu để ruộng trong tình trạng này, thì làm sao chị có thể cài ải chuẩn bị cho vụ lúa kế tiếp và chị cũng như bà con khu vực sống chủ yếu bằng nghề nông, gắn bỏ với cây lúa là chính. Chị Nguyễn Thị Dâm, ấp bảy xã Phước Đông, huyện Cường Đức cho biết. Bây giờ bơm nước cũng đầy đủ, mà không biết nó triệu chứng sao, mà hôm hôm đó thì nước mặn có vô, mà điều nó không có qua cho xã sống kinh. Không biết nó có xuống lòng kinh, lát không biết, không biết. Giờ sợ nó thất, bơm nước cũng đầy đủ mà không biết làm sao nữa. Giờ thấy nó trổ như vậy, thì hồi lúc nó có đồng đồng thì nó cháy cái bìa, thì nó trổ bông nạo lên trắng bông nấy. Chăm sóc cũng đầy đủ luôn á, cũng diêm phân đầy đủ, cũng nước nôi đầy đủ hết trơn. Cũng sợ hát mà bơm một lần nước cho nó đầy luôn. Sợ bơm nhiều lần, sợ nó hư. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp huyện Cần Đức có những giải pháp gì bà Nguyễn Thị Cẩm Chân, Phó Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Đức cho biết. Do cái El Nino thì mùa mưa kết thúc sớm, lượng mưa thì ít và hạn mặn xâm nhập sâu. Thì từ đó thì các cái kênh nội đồng thì đã thiếu nước dự trữ, thiếu nước ngọt để chăm sóc cho lúa. Đến nay thì phòng cũng đã khảo sát thì qua các xã thì diện tích khoảng 6 694 hecta mà nặng nhất là các xã là Long Hồ Đông, Long Hồ Tây, Phước Đông, Mỹ Lệ và một phần của thị trấn. Thì qua đó thì phòng nông nghiệp cũng đã tham mưu với dân huyện báo cáo với lại sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đồng thời cũng đề nghị công bố thiên tai trên địa bàn huyện Cần Đức. Cần Đức là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt tác động đến sản xuất và đời sống người dân. Những năm qua, quyền đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để nạo vét kênh mương thủy lợi nội đồng, khơi thông dòng chảy, tiêu xả phèn, dẫn nước vào phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, trước tình trạng mặn xâm nhập sớm như năm nay gây thiệt hại sản xuất, giảm năng suất mỗi vụ, ngành chức năng cần tiếp tục có những biện pháp tập trung chống hạn, bảo vệ diện tích lúa đang sản xuất trên địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng nhằm giảm thiệt hại sản xuất cho nông dân. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Tiếp theo sau đây là những thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ cho ban hành quyết định về cơ chế chính sách thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Theo đó, các dự án đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị để sản xuất linh kiện phụ tùng, lắp ráp ô tô và xe chuyên dùng của doanh nghiệp trong nước được dấp vốn từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo quy định về tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước. Dự án đầu tư sản xuất các dòng xe ưu tiên quy mô công suất hơn 50.000 xe một năm và dự án sản xuất các bộ phận động cơ, hộp số, cụm truyền động. Mức ưu đãi đối với từng dự án cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Dự án đầu tư sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô được hưởng ưu đãi về đất đai theo chính sách về công nghiệp hỗ trợ. Các chính sách này thực hiện nhất quán trong thời gian tối thiểu 10 năm phù hợp với xu thế hội nhập nhằm đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Theo quyết định phê duyệt, phạm di lập quy hoạch chung xây dựng quần thể danh thắng Tràng An có diện tích đất tự nhiên 12.252 ha thuộc tranh giới hành chính của các huyện hoa Lư, Cha Diễn và Nho Quang, thành phố Ninh Bình và thị xã Tam Hiệp. Quần thể danh thắng Tràng An là di sản văn hóa và thiên nhiên của thế giới, có giá trị về địa chất, địa mạo, cảnh quan thiên nhiên, và lịch sử văn hóa, là khu du lịch của quốc gia, tầm cỡ quốc tế có đặc trưng về lịch sử trang hóa sinh thái là khu vực có dân cư sinh sống đan xen quy hoạch nêu rõ các định hướng phát triển không gian khu di sản quần thể danh thắng tràng an dùng đệm dùng bảo vệ các khu dân cư các khu dịch vụ du lịch theo định hướng dùng đệm xung quanh khu di sản có diện tích 6.026 ha là dùng được phép xây dựng và cần kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ không gian dùng đệm chia thành 4 khu vực gồm khu vực bãi đính là khu du lịch tâm linh và khu đô thị đại học mới Khu Trường Yên Ninh Hòa là khu dân cư nông thôn kết hợp làm dịch vụ du lịch, là cửa ngõ phía bắc quần thể danh thắng Tràng An. Khu Ninh Nhất Ninh Tiến là khu dân cư kết hợp làm dịch vụ du lịch, là cửa ngõ phía đông quần thể danh thắng Tràng An. Khu Ninh Thắng Ninh Hải là khu dân cư kết hợp làm dịch vụ du lịch, là cửa ngõ phía nam quần thể danh thắng Tràng An. Theo Reuters và thông tấn xã Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố kế hoạch ứng phó khẩn cấp virus Zika và cho biết cần 56 triệu đô la Mỹ để triển khai chiến dịch này. Chiến dịch toàn cầu mang tên Khuôn khổ ứng phó chiến lược và kế hoạch hành động chung nhằm hướng dẫn các quốc gia thực hiện các biện pháp ngăn chặn virus Zika lây lan. Thông tin đầy đủ về những dị tật và biến chứng đối với hệ thần kinh mà trẻ sơ sinh có thể gặp phải. Phát biểu ý kiến trong khuôn khổ cuộc họp Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc, Giám đốc điều hành văn phòng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại New York, Mỹ, MNFD cho biết, Hiện có tới 34 quốc gia ghi nhận các trường hợp nhiễm virus Zika, đa phần là các nước thuộc châu Mỹ và dùng Caribe, trong đó bảy quốc gia xác nhận nhiều trẻ sơ sinh mắc bệnh đầu nhỏ. Quý tín giả thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Chương biên tập cùng các phát thanh viên ngoài Đức và Tố Trinh thể hiện trước máy. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.